Alo, quý vị có nghe rõ không? Mình chuẩn bị mình bắt đầu ha. Quý vị nào chưa có đặt câu hỏi đó thì nhớ đặt câu hỏi. Trả lời cái câu hỏi của Minh có gửi lên ha. Hỏi liền là cái mặc cảm cao thượng, những cái dạng như vậy nè nè Minh. Thí dụ như mình đẻ ra đó là chuột nó sa hũ nếp rồi. Thành ra từ từ nhỏ cho tới lớn đó mình không có cái động cái móng tay nữa. Cái mình thấy những cái nghề, những cái công việc tay chân đó, đó là những công việc thấp hèn. Rồi khi đó mà mình bắt đầu tới cái tuổi lao động đó, cái bị bố mình nắm đầu quăng ra cho làm mấy công việc đó. Mình không chịu, tôi cao thượng vĩ đại, tôi từ nhỏ tới lớn được nuông chiều, được cưng yêu chăm chút, tại sao tôi phải làm những cái chuyện đó? Tôi làm không được những cái chuyện đó, đụng vô những cái chuyện đó là dội ra, không muốn làm, không nghĩ ra những cái đó đó không được, không có nên làm, mình không có nên làm, tại mình cao quý mà, mình đâu có nên làm mấy chuyện đó, hiểu không? Thì những cái dạng như thế đó là mặc cảm cao thượng, nghĩa là cái mình đó là rất là xịn sò, bự, tốt đẹp ha, những cái chuyện đó không phải là chuyện mình có thể làm được. Đó, cái tà kiến nó như vậy đó. Hiểu không? Bị mặc cảm. Bị mặc cảm có nghĩa là trạng thái đó. Mình rớt vào trong cái sự không có đồng ý, không có chấp nhận, không có chịu. Thì trạng thái đó đó là trạng thái mặc cảm mà mình hiểu ở đây. Mình không có chấp nhận cái chuyện đó. Và mình cho rằng là cái đó không phải của mình. Không phải cái nào thuộc vào trong cái phạm vi của mình. Mình đòi là cái đó của ai đó chứ không phải của mình. Không có chấp nhận, chối bỏ nó. Chối bỏ nó. Thì nó dạng đó đó, cái complex đó. Mà cái đó nó phổ biến lắm đó con. Cái đó nó phổ biến lắm. Cái đó nhất là trong cái xã hội của cái người Việt Nam mình bây giờ đó. Khi mà nó học ba mớ chữ nghĩa ở trên trường đó, mà nó nghĩ nó giỏi thôi, nó nghĩ nó giỏi là tại vì nó thủ khoa đó, rồi nó xuất sắc khối rồi đó, nó trường chuyên lớp chọn rồi đó con, đó cho nên thành ra nó hay bị vậy lắm. Tôi là đâu có làm được mấy cái chuyện đó đâu, tôi đó là phải là đậu y đồ vậy đó ha, tôi là phải làm mấy cái thứ trên dây điện không à, chứ đâu có nằm ở dưới đường được đó. Mấy đứa y và mấy đứa trường chuyên lớp chọn rồi đó, nó mấy cái đó dễ lắm ông ơi, mặc cảm cao thượng. Cho nên thành ra đó trong cái kho tàng dân gian của mình nó có những cái câu nó hay lắm, hơn nhau miếng áo manh quần, cởi trần trùi trụi ai mà hơn ai đó, nó gì đó. Hơn nhau miếng áo manh quần, cởi trần trụi trụi ai mà hơn ai, trong cái thi ca bình dân đó, người ta đó có những cái câu nói gì để mình lật ngược cái đó lại, nó vậy đó. Rồi sao vượt qua nó hả? Trời, phải nhận ra chứ có, phải nhận ra chứ, tức là mình phải thấu hiểu là cái chuyện cần làm, nên làm và phải làm, chứ không phải là mình kén làm vì mình cho rằng là mình không có cần phải làm. Con hiểu không? Con hiểu không? Một thí dụ khác á, một thí dụ khác giống như là những cái người đó mà họ học siêu lý, họ học Phật học đồ đó, nhiều thiệt là nhiều đồ đó. Giới tỳ khưu, giới tỳ khưu ni đồ không à, mà họ quên mất là họ cư sĩ tại gia. Cái họ đó toàn là họ ảo tưởng không, mà tôi là đi ra đường là nhém là một cánh bay rồi đó, chứ không có còn phải đi đạp xuống đất nữa đâu. Mấy cái người vậy đó con. Đó cũng dạng cái kiểu đó, đó mặc cảm. Gian mặc cảm cao thượng nó bị vậy đó. Hiểu không? Không có đi vô cái sự thật. Đi đâu á, trên không trung ở đâu á. Thì cái đó là do đâu vậy? Tà kiến. Mấy cái mặc cảm đó đó, từ tà kiến mà ra. Nhìn sai chấp lầm. Hồi nãy bên T1 mới học rồi đó. Tà kiến nhìn sai chấp lầm. Nhớ chưa? Vậy thì sửa nó bằng cái gì? Cải chánh tri kiến. Cải chánh tri kiến thì xem như là thoát ra khỏi nó rồi. Mình hiểu được. Cái chuyện đó đó ai ai người ta cũng có thể làm được, chứ không phải là không, chuyện đó không phải tôi không có gì. Hiểu hiểu chưa?
mà cái sự sang chấn đó nó để lại ở trong tâm phân học đó nó nhiều lắm, liên quan tới những cái dạng thức kiểu như vậy đó ha, những cái dạng thức kiểu như vậy nó để lại nhiều cái sang chấn. Nó dồn con, nó dồn chứ. Mấy cái đó nó dồn. Cái nó dồn lắm, nó dồn mà nó dồn mà cứng ngắc luôn á. Nó dồn thành ra mới ra mặc cảm đó. Mới ra mặc cảm không chấp nhận được, không chấp nhận được những điều đó. Mà nguyên nhân là do mình nghĩ mình cao thượng, do mình nghĩ mình cao thượng. Thành ra đụng cái là sập liền, đụng cái là sập liền vậy đó. Xây xây đó xây nhà trên nền cát thôi. Gió mà nó biển sóng biển mà nó cuốn vô một cái là cái chết gì đó. Nó cũng không hẳn đó. Nó cũng không hẳn là cái sự tự cao, nhưng nó là cái kết quả đưa đến của cái sự tự cao đó. Nhớ không? Nó là kết quả đưa đến của cái sự tự cao. Dồn nén cho nên thành ra mới ra mặc cảm. Vì dồn nén cho nên thành ra mặc cảm. Mà cái mặc cảm nó phát xuất từ cái sự tự cao đó. Nghĩ mình nó là hơn người ta, nghĩ mình là trội đó. Thành ra nó mới vậy. Được ha. Cái đó hồi đá qua đó chưa, đúng ra có cái này là cái câu hỏi này là phải để ngày mai, hiểu không? Mơ là trong tâm lý trị liệu đó, là hỏi cái này là nó trúng bốc luôn đó, mà nay đem qua triết cho nên thành ra nó hơi trật trật xíu ha. Nhưng mà thôi có câu hỏi là tốt rồi, chứ sợ đó mình dạy đó mà toàn quản học đa văn không à, không ai hỏi gì hết trơn á, sợ lắm. Mình vô mình dạy vậy mình sợ lắm, tại vì ta dụ giờ không á, không dụ giờ không, mình sợ lắm. Mình vô đó mà học đó mà người ta có hỏi đó, đó cái mình hoan hỷ. Ồ mình dạy ở dưới đó học trò thiệt chứ không phải đó là ta dự giờ mình. Tuần sau mới tâm lý trị liệu hả? Tôi không có nhớ đó ngày nào là cái gì, thường thường đó cái dạy xong cái tiết trước đó cái phải mới biết đó thằng hầu đó mình dạy cái gì. Rồi bây giờ mình đi tiếp ha, mình đi tiếp ha, nãy giờ nghe cái gì mà nó rớt ra rồi nó đi vô gì tà lãm mình hết à. Hôm trước mình phân tích đó hình như chưa có hết đó quý vị, mình phân tích chưa có hết á. Mới phân tích được có một ý thôi à. Mà trong khi mấy cái sau nó cũng còn rất là hay. Mình tiếp tục nè. Một người vào đời không phải tự mình chốc lát tìm ngay được cái giải pháp của những cái vấn đề mà đời sống đặt ra cho mình đó. Trái lại, người ấy đứng trước một kiến thức đã có sẵn đấy rồi, như là phong tục lễ nghi hay là tập truyền. Vì vậy, cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn học tập các giải pháp mà người khác đã tìm ra trước khi tương đối tự túc tự lập. Vậy con người là con người xã hội sống nhờ tiếp nhận, trao đổi và cộng tác. Hôm trước mình nói tới cái chi rồi. Nói tới cái chi rồi, bước vào đời với nhiều cái sự bí bách. Ai cũng vậy, nhưng cái cách mà người ta cư xử với cái sự bí bách đó đó là khác nhau, và khác nhau xa dữ lắm. Là khác nhau xa dữ lắm. Mà nó đưa đến cái chuyện là có thể vượt qua được hay không. Ai ai cho bé vào vào lớp ha. Mà đó có vượt qua được hay không á là do cái mỗi người, là do cái mỗi người đó. Mà cái người đó không có biết cái chi hết luôn đó là coi như là chết ha. Không có biết cái chi hết thì phải chết thôi. Người mà biết được cái bí bách của mình đó thì tùy mức độ đó mà có thể vượt ra được ha, mà có thể vượt ra được. Cho nên thành ra mình bước vào trong cái cuộc đời của mình nó phải rất là cẩn thận, bước vào cuộc đời của mình phải rất là cẩn thận đó. Tìm ra được đó. Không phải tự mình nó mà chốc lát tìm ra được ngay cái giải pháp của cái vấn đề mà đời sống đặt ra. Vậy thì làm sao để mình tìm ra được? Vậy mình sao tìm ra được? Vậy cái bí bách nào bắt nào là cái nguy hiểm nhất hả? Cái bí bách nào, cái bí bách nào là cái nguy hiểm nhất bây giờ? Cái bí bách nào á, nó đưa đến như thế này nè. Nếu mà mình nói ở trong cái góc độ đời thường á, là nó đưa đến đoạt mạng. Nó đưa đến đoạt mạng, tức là mất mạng đó, là tử ẹo đó, là ngủm củ tội đó. Cái đó đó, cái bí bách đó là ghê nhất. Mà hôm nay nghe hoài luôn đó mà tôi không có nghe, tại vì tôi nghe thinh tinh thứ cấp không à. Bộ hôm nay có người chết nữa hả? Hôm nay có học sinh nào nó chết không mà sao nghe đồn đồn đó. Tôi không có nghe đó, không có biết cái tin tức đó. Đó con một ví dụ đó, cái đó là cái bí bách thấy thương không. Đời còn biết bao nhiêu thứ đó chưa làm được cái gì hết trơn á, đầu thì còn ngu muốn xỉu luôn vậy đó mà nhào ra cái chết rồi, đâu có cơ hội khôn lên đâu, phải không? Cái bí bách đó thiệt là nguy hiểm luôn ha, bí bách đó thiệt là nguy hiểm đó.
Mà cái đó là mình nói ở góc độ hiệp thế đó con, cái bí bách nào hiểm nguy nhất là cái bí bách mà nó đứt mạng của mình rồi là coi như tiêu rồi. Nhưng mà đó có một cái bí bách khác đó mà nó còn vĩ đại hơn nữa con, cái bí bách khác mà nó vĩ đại hơn nữa, mà trong đây cũng có nhiều quý vị đó mà học siêu lý rồi, à đã biết được nhiều hơn rồi đó. Thành ra đó cái bí bách mà nó còn vĩ đại hơn nữa là biết cái bí bách gì không, là cái bí bách gì không, là cái bí bách gì, là để cho mình chết đời đời. Cái bí bách đó mà nó còn dữ dằn hơn, hiểm nguy hơn nữa đó, mà không phải người nào đó cũng có cơ hội được biết hết trơn á, không phải đâu. Cái bí bách hồi nãy thì trả lời con đó là cái bí bách mà mình chết đời này đó, là cái mà ai cũng biết được, nó là cái hiểm nguy nhất, nó cái hiểm nguy nhất, ta không còn cơ hội gì hết nữa. Thành ra các cái nước tân tiến đó người ta đâu có cho tử hình đâu, người ta đâu có cho tử hình đâu, à không có phù hợp đó thì sao, thì tách ra khỏi cộng đồng, mà chứ người ta không có giết, người ta không có giết chết đó. Cái người mà chết rồi đó thì không có cái cơ hội làm lại cái gì hết đó. Mà ở một cái tiết nào đó đó thì có giải thích rồi đó về cái án tử ở Tây phương mà vì sao đó mà người ta không có đó, à nó tiếp cận cái góc độ mà triết đó, thì thầy đã có nói rồi đó. Mà ở đây đó là mình tiếp độ cái góc độ khác đó, cái sự làm lại cuộc đời đó là không có luôn đó, nếu như họ chết rồi. Thành ra đó là phải 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 để cho họ sống để họ có cơ hội đó. Rồi đó cái chết đời đời đó, cái chết đời đời đó mới là cái hiểm nguy. À, cái chết đời đời đó, đúng rồi. À, đó là cái chết đời đời, đúng đúng rồi đó, đó kìa. Tức là cái đó đó là mình từ chối cái con đường đó. Cái chỗ này nó nói thế này nè, nó thế này xin thưa quý vị đó. Nếu như đó mà quý vị hiểu cái này ở góc độ của thần học đó, à, bên bên công giáo thì tô giáo nói chung đó, thì quý vị sẽ cái chết đời đời nó sẽ được hiểu khác. À, cái chết đời đời nó sẽ có hiểu khác, tức là cái sự mà từ chối sự hiệp thông đó với cái sự sáng, từ chối hiệp thông với sự sáng thì đó là cái chết đời đời. Quý vị hiểu kịp kịp cái chỗ này ha, và có nhiều anh chị em đó không không có biết đó, thành ra đó ai không rõ thì phải hỏi đây nha. Cái sự mà từ chối hiệp thông với cái sự sáng đó, đó là cái chết đời đời, nó không có bao giờ đó mà ngôi lên được trong sự tăm tối thôi. À, nhưng mà cái góc độ siêu thế đó, góc độ siêu thế tức là mình tiếp nhận cái học thuyết luân hồi nghiệp báo, mình tiếp nhận cái học thuyết luân hồi nghiệp báo, thì thành ra cái chết đời đời đó đó là cái sự luân hồi mà không có cái cơ hội đó mà mình để có đó mình quay trở lại. Tuy nhiên đó, nếu như mà cái chết đời đời ở bên góc độ của thần học đó, mà là sự từ chối hiệp thông với sự sáng đó, thì không còn cơ hội nào luôn. Không còn cơ hội nào luôn, gớt vô rồi là không còn cơ hội nào luôn, coi như là tiêu rồi đó, à, là số không luôn à. À nhưng mà đó bên Phật học bên siêu lý đó thì nếu mà mình không có chịu đó, mình không có chịu khôn ngoan lên đó, mình để cho mình luân hồi đó, để cho mình đi vào trong sự ngu dốt của con đường tăm tối đó, thì cái cơ hội nó không mấy 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 vậy đó, nhưng mà nó vẫn có nha, nó vẫn có, tức là nó vẫn còn cái cơ hội, nó vẫn còn cái cơ hội chứ không phải là không có, chứ không phải là không có, nhưng mà nó rất là thấp, nó rất là thấp. Thì chứ quý vị nào học bên cái tiết duyên hệ ứng dụng đó thì quý vị cũng biết rồi, à, một cái hòn đá đó mình lăn lăn lên trên núi cao nó giữa chừng nó đứt dây rớt chỉ xuống, à cái một hồi đặt ra một câu hỏi đó, bây giờ đó hòn đá nó rớt xuống dưới rồi đó, bao giờ cái hòn đá đó nó lại nằm trên núi cao, à, bao giờ cái hòn đá nó lại nằm trên núi cao, cái suy nghĩ thấy thường của chúng ta đã sẽ trả lời là không bao giờ. Cái suy nghĩ thấy thường của chúng ta trả lời là không bao giờ. Vì sao vậy? Vì trong cái đời người của chúng ta không thể nào có được điều đó xảy ra. Tuy nhiên cái sự thay đổi của các mạng kiến tạo thì điều đó có thể xảy ra. Nhưng dĩ nhiên nó qua trăm năm, triệu năm, trăm triệu năm. À, cái mạng kiến tạo đó thành ra ngay cái chỗ mà cái hòn đá đó đó, cái mạng kiến tạo nó đùng lại ngay cái đó, cái nó trồi lên thành cái núi, cái thành ra cái cục đá nó nằm ở trên đỉnh núi. Hà, nó có cái cơ hội, nó có cái cơ hội chứ không phải là không còn luôn. Nó vẫn còn, nhưng mà cái tỷ lệ nó vậy đó, cái tỷ lệ nó vậy thì chưa quý vị nghĩ đó là biết biết bao giờ, biết bao giờ để mà mình có được, đúng không? Đó. Nó khó lắm, nó khó lắm. Hai cái lý thuyết mảng kiến tạo đó, cái đó là bên địa lý đó ha, quý vị tự tìm hiểu thêm bên địa lý đó. Thì khi mà họ hai cái mảng kiến tạo họ nó va với nhau đó thì nó tạo thành núi đó, thì nếu mà ngay cái chỗ cái hòn đá đó thì hòn đá nó lên trên núi cao nè. À, là vẫn có cái cơ hội như vậy. Thành ra tiếp cận trên hai cái góc độ ha, cái góc độ siêu lý hoặc cái góc độ thần học đó, thì mình đều thấy đó cái chính cái chết đời đời đó, cái chết đời đời đó mới là cái mà nó đáng sợ hơn, nó đáng sợ hơn. Còn mà cái chết của cái cuộc cuộc sống này thôi đó thì
chưa chưa là gì cả, chưa là gì cả nha. Nhưng mà dĩ nhiên hai cái cách mà tôi mới vừa trình bày cho quý vị đó thì không có phải là phổ thông, không có phải là phổ thông, phải không? Nó đi đi vô nó đòi hỏi phải có một cái nền rồi, đòi hỏi phải có một cái nền rồi thì mới có thể đi tiếp được, không có nền không đi tiếp được. Nhưng mà phổ thông thì người ta biết được ha, người ta biết được đó là ở trong đời này chết cái đó là không còn cơ hội đi học hành, không còn cơ hội để làm cái gì tốt đẹp nữa hết á. Nó vậy ha, đó là cái bí bách mà nó có sự nguy hiểm nhất đó. Rồi đó là trả lời câu hỏi cho mình. Trái lại người ấy đứng trước một cái kiến thức đã có sẵn rồi, như phong tục lễ nghi tập truyền. Phong tục lễ nghi tập truyền, với tập truyền là gì ạ? Tập truyền chứ không phải tông truyền nha. Tập truyền. Tập quán ha, thói quen xã hội ha. Như vậy đó, nếu mà mình hiểu như vậy thì nó hơi bị hẹp một xíu đó. Tập cái đó xong rồi truyền lại thế hệ sau. Ok, cảm ơn Tú, quá chính xác. Cái của Tú là chính xác. Gốc về góc độ từ nguyên. Mình hay dễ đó, mình nghe cái đó cái là mình gớt vô tập quán liền. Mình nghe cái đó cái mình gớt vô trong tập quán liền. Mà cái tập quán đó thì nó không nó ít lắm. Cái tập quán đó nó cũng nằm trong phong tục được mà. Cái tập quán nó cũng nằm trong lễ nghi được mà. Tại sao người ta đây đó người ta phải đưa thêm cái tập truyền chứ? Hiểu không? Đó, cái cách của Tú phân tích là đúng rồi đó. Tập tức là quý vị nhớ cái từ huân tập không? Tập là đưa vô. Tập là đưa vô, truyền tức là trao cho. Mình đưa đưa vô mình trao cho. Đó, mình đưa vô mình trao cho người ta. Thì có nói là cái gì vậy? Cái gì mà mình đưa cho ta vậy? Mình trao cho người ta vậy? Mình đè vô người ta vậy? Cái đó là cái gì vậy? Bây giờ mình hay gọi nó là cái gì vậy? Mình gọi đó mình trả nó về đúng đi. Thứ thứ đã có sẵn, kiến thức chứ, xin lỗi, kiến thức đã có sẵn, kiến thức đã có sẵn nơi 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 đâu, nơi phong tục nè, phong tục nè, lễ lễ nghi nè. Và cái chi, và cái chi mà người ta đưa vô cho mình vậy đó, người ta đưa vô cho mình đó nè, người ta đang đưa vô cho mình nè, mình vô đây nè, cái người ta đưa vô cho mình nè đó, nó cái đó nó đang tập tập truyền đó. Không biết ha, không biết luôn, không biết vô đây ta đưa cho đó là làm gì luôn ha. Dạ làm giáo dục đó trời. Là giáo dục đó. Có phải đi học không? Có phải đi học không? Có phải đi học không? Người ta cho mình không? Có phải là người ta truyền từ đời trước đến đời sau không? Cái kiến thức có sẵn không? Mình đâu có cần phải đạo gì đâu. Đâu phải ha, mình đi vô lớp á, cái ông thầy phải cho mình ngồi ha, nghiên cứu lại các cái tam giác đó, tam giác vuông để tìm ra định lý Pythagore, giống như ngày xưa Pythagore tìm ra vậy. Đâu có, tìm bao đời, mình bao đời để mình học được hết cái kho của nhân loại này. Không phải, người ta trao cho mình luôn, người ta tập cho mình, người ta tập cho mình đó, rồi truyền cho mình luôn hả. Ta tập ta truyền cho mình luôn à, thành ta không có bắt mình làm lại, ta không có bắt mình làm lại, thì cái đó nó là cái giáo dục đó, hay là cái tri 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 thức à, đây là cái tri thức truyền truyền trao từ đời này qua đời khác, qua qua đời khác. Được chưa, được chưa? Lại hiểm nguy, lại hiểm nguy nữa, cái chỗ này cũng cũng hiểm nguy luôn. Ủa nay sao sao nó toàn nó đè cái mấy cái hiểm nguy không hết ta. Hiểm nguy luôn. Cái cấp này đó mặc cảm thôi, mặc cảm cao thượng ơi, anh ra đụng đâu cũng hiểm nguy hết trơn á, phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Chứ chứ hồi đó là tiêu sao không, tiêu sao đang rất là tốt đẹp đó, thăng tiến bảnh tỏn đó, cái đùng cái đứt bóng ha, đứt bóng cái tiêu luôn á. Vậy chứ hiểm nguy luôn, thì hiểm nguy vô đâu vậy nè, hiểm nguy vô đâu vậy? Phong tục hiểm nguy không? Phong tục hiểm nguy không? Phong tục hiểm nguy không? Phong tục hiểm hiểm nguy, phong tục hiểm nguy. Phong tục hiểm nguy là sao? Phong tục hiểm nguy là sao? Cho ví dụ đi. Phong tục hiểm nguy ra sao?
phong tục hiểm nguy ra sao? Ha, phong tục hiểm nguy đó mà nó phân tích cái chỗ này ra đó là hay lắm, hay lắm, phong tục rất là hiểm nguy luôn đó. Mà dĩ nhiên đó là trong cái tiết như thế này, tức là cái tiết triết học đó, thì tôi phân tích cái này đó nó thoải mái lắm, nó thoải mái lắm. Tại vì triết học là yêu mến sự thông thái mà, là tâm cầu cái sự hiểu biết mà, chứ nó không có giới hạn đó. Chưa qua mấy cái tiết khác đó không có dám nói, qua mấy tiết khác không dám nói, sợ đó, sợ thiên hạ ném đá. Chứ trong tiết này đó nó thoải mái lắm, tại vì tâm cầu sự hiểu biết mà. Nói vậy đó. Tảo hôn là phong tục xấu, chính xác rồi, chính xác, chính xác. Rồi cúp vợ ha. Cho hai bạn này gọi là tâm linh tương thông quá ha, hai đứa cùng nhau, cùng nhau luôn. Còn ai khác gì không? còn cái gì khác không? Đụng vô cái là cái đó rồi hả? Còn gì khác nữa không nè? Phong tục hiểm nguy ha. Các thầy đó thì mong muốn đó một cái chi mà nó có cái sự khái quát luôn kìa kìa Minh, chứ chứ không phải chỉ có vậy đó. Khi mà thầy hỏi đó phong tục có sự hiểm nguy không, hiểm nguy ra sao đó, thì như vậy đó mình phải tìm một cái gì đó nó hay hơn. Đừng có đưa trường hợp thì nó đơn giản quá, đưa bao giờ hết ha. Mình phải đưa cái gì đó mà người ta thấy ồ hiểm nguy liền, vô người ta đọc cái lập luận mình thấy hiểm nguy liền là phải buông nó ra liền đó, nó vậy đó. Vậy thì nó mới là triết học ha. Nói chung là cái phong tục hiểm nguy thường nhắm vào phụ nữ ha. Tùy con ơi, bây giờ có những cái dân tộc mà nó là nữ quyền đó, nó trọng lên đó thì nó nhắm vào nam à. Hiểu lý ha. Phong tục truyền qua nhiều thế hệ, không có thích nghi được môi trường hiện đại. Hiện tại người ta làm không hiểu làm, tục cổ hủ ha. Tục chuyện qua rồi ha. Gò gò Minh bả nó suy nghĩ bả đứt đứt dây kênh luôn rồi. Không biết cái chi rồi đó. Khỏi cái phong tục có hiểm nguy không, phong tục rất hiểm nguy. Mình nói phong tục rất hiểm nguy, cái mình nói nè, mình cái mà mình mới đưa dẫn chứng nè, mà cái mình đưa mấy dẫn chứng nè đó. Là bây giờ đó, cái người Tây đó, cái người chết đi, cái người chết đi theo phong tục của người Tây đó khác với phong tục của người Á Đông. Cái người Tây đó phong tục khác người Á Đông, khác phong tục người Trung Hoa, khác phong tục người Ấn Độ, khác phong tục hết như vậy. Rồi đó, phong tục nào đúng? Giao thoa văn hóa quấn lộn nhau. Giao thoa văn hóa quấn lộn nhau. Hiểm nguy. Hiểm nguy. Đó, hiểm nguy. Hủ tục khác phong tục đó, đó, đó nào. Những cái phong tục nào mà người ta cho nó là hủ đó, thì nó mới rớt vô hủ thôi. Còn mà cái phong tục nào đó không có, người ta không có cho nó là hủ đó, thì người ta vẫn giữ cái tủ đó lại ta thờ. Nói vậy đó. Thí dụ ha, tôi nói thí dụ như đó. Cái phong tục thờ cúng tổ tiên của người Á Đông của mình nè, cái phong tục thờ cúng tổ tiên của mình đó, chết rồi đó, cái mùng mùng 1 Tết rồi 30 đó mình phải cúng đó, mâm cơm rồi nhang đèn rồi để bàn đó. Mà sống ở bên trời Tây đó, tụi nó nhìn mình đó, nhìn mình bằng hai con mắt cá không à, tại nó mấy đứa này nó bị điên. Tây đó nó bảo, nó nhìn nó nói mấy đứa này bị điên. Nó nói trời ơi, vậy mà nó cũng tin được nữa. Cái thế kỷ này là người ta xài được video call trên thế giới này rồi, mà cái mấy đứa nó vẫn còn tin như kìa, mùng 1, 30 gì nó cúng quyết liệt hết kìa. Đó, người ta nhìn mình á, người ta nói cái đó của mình là hủ tục. Người ta nói cái đó mình là hủ tục. Nhưng mà mình á, mình tự hào, mình nói ô cái đó là phong tục tốt đẹp của tôi. Thấy không? Thành ra cự lộn nhau. Thành ra cự lộn nhau vậy đó. Ok đó, cái của mình có cái khái quát lên đó. Khác biệt, đưa đến mâu thuẫn là dĩ nhiên là phải xung đột rồi. Thành ra nó hiểm, hiểm nguy. Thêm bước nữa con, trở về với cái đề con. Trở về cái đề. Khác biệt sẽ ra mâu thuẫn sẽ ra xung đột, xung đột sẽ ra hiểm, hiểm nguy. Trở về với cái đề của mình, trả lời cho ta đều phải chứng minh đó. Nếu phong tục là thực hành những cái tốt, thì gọi là mỹ tục. Gọi là mỹ tục. Thì cái đó đó, cái trường hợp đó mà thực hành những cái tốt thì nó là phong tục rồi con. Con phải nói là cái tục, ký được không? Ký được không? Con gọi là cái tục mà nó tốt, người ta gìn giữ nó trở thành phong tục của quốc gia đó. Cái tục mà nó không tốt, người ta loại trừ nó đi, ta gọi nó là hủ tục đó. Hiểu hiểu chưa? Được không? Con lấy tục cũng được, con lấy phong vô trúng gió đó. Ở nhà luôn có câu hỏi là còn tao thì cúng kiến ha, chắc tao tụi bay không ai cúng kiến dỗ gì nữa hết trơn ha.
cái quay trở lại hỏi đó, ủa vậy mình cúng kiến mình dỗ để làm gì? Thôi mình quay vô, mình đặt câu hỏi tiếp, mình đặt câu hỏi tiếp. À, vậy thì quay trở lại mình hỏi đó, vậy dỗ và cúng kiến để làm gì? Chờ chết liền bắt đầu là lúc rút cây roi ra, chạy vô nhà bếp rút cây roi ra, lì hà mày dám cãi lời tao, rồi các kiểu rồi sai xong rồi đó. Tại vì mình đâu có dám cãi nữa đứt gân máu chết sao. Tới đó thù đâu có dám nói nữa. Nó vậy đó, thành ra là không hiểu biết biến cái phong tục thành cái hủ tục, không hiểu biết biến cái phong tục thành cái hủ tục, được chưa? Phải cẩn thận, phải cẩn thận lắm. Chứ không thôi đó là mình làm sai đó, nó uổng lắm, mình làm sai đó uổng lắm. Vậy thì hỏi chứ cái chuyện mà mình thờ cúng tổ tiên đó cần không? Cần chứ, cái chuyện đó là cần chứ, chuyện đó là tốt chứ, nhưng phải hiểu cái gốc của nó, phải hiểu cái gốc của nó. Mình nay bám cái ngọn không à, cần phải đám giỗ đám quải đám ma đám chay đó, cần phải cúng kiến khấn vái, nó sai chờ đâu có vô trong cái gốc đâu, đâu vô cái gốc đâu. À, đó mà mình đó, mình sợ là gì? Mình sợ con mình sau này không có cúng kiến, mình sợ con này sau này không làm nó giỗ đám quải, chứ mình không sợ nó bất hiếu với mình không sợ nó không nhớ tổ tiên, chịu nổi đời không? Cái đó là gì? Đó là một cái con đường của một cái sự không có hiểu biết. À, nó là không có sự hiểu biết, không có sự thông thái. Mà trong cái tiết này đó là triết học đó, cho nên mình phải thông thái lên, mình phải thông thái, mình phải đi vô nó, chứ không phải mình chỉ dừng lại như vậy. Chứ qua mấy cái bên tâm lý đó mình đâu có dám nói ha, mình này chiết đó, mình nói nó dễ đó, chứ qua mình tâm lý đó mình nhẹ nhàng ha, từ tốn êm ái ru ngủ. Cơ quan đây mình phải đánh thức vậy, mình phải đánh cho thức, vừa triết mà phải đánh cho thức chứ không có cho ngủ nữa, nó vậy đó. Hai bên đặc tính nó khác nhau, bên kia trị liệu đó. Đánh thức giờ này nó khác con, mà đánh thức trong tài năng nó khác nữa con, không biết hả, cái mức độ thức nó cũng khác nhau con. Thức 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 thôi mà thức mà nó trao tráo luôn là nó phải khác chứ. Có cái qua giai đoạn chống cả gia đình luôn hả? Hơi muốn xỉu không? Giải sự biết ơn, đúng rồi. Sự sự biết ơn đó, cái sự mà có cái sự tôn kính bậc trưởng thượng, cái gốc nó nằm ở đó. À, cái gốc nó đó là dạy sự biết ơn, tôn kính bậc trưởng thượng, cái đó là cái cần thiết đó. Nếu cái người sau mà không có sự nhớ ơn, không có sự tôn kính bậc trưởng thượng thì nó mâu thuẫn xã hội xảy ra, mâu thuẫn xã hội xảy ra. Ai là cái người gìn giữ tri thức, ai là gìn giữ đạo lý, ai là cái người mà gìn giữ nền nếp tốt đẹp, xin thưa những người đi trước họ gìn giữ hết. Nhưng nay mình không có sự tôn kính học hỏi không được, không được, cái đó sai. Như vậy phải dạy cho họ hiểu cái đó, phải dạy cho họ hiểu cái đó, rồi bắt đầu phải đi vô nữa, đi vô nữa. Vậy thì một cái người ngu dốt, một cái người ngu dốt mà râu dài tới đất, vậy thì có cần phải học hỏi không? Xin thưa không. Học hỏi tôn kính những người có hiểu biết thông thái để gìn giữ những điều đúng tốt, chứ không phải là học hỏi tôn kính một cái người rồi chết dí trong đó, không phải như vậy, không phải như vậy, hiểu chưa? Cho nên thành ra đó mình dạy con cái nó bị thiếu thốn dữ lắm, dạy con cái nó thiếu thốn, cho nên nó là bây giờ nó chỉ là một cái sự cái tục truyền lại thôi. À, cái hay trong đó mất rồi, mất tiêu hết rồi, uổng lắm, nó rất là uổng. Mình phải hiểu đó, hiểu rồi làm cho mình xịn lên, dạy cho con cái mình đó, mỗi cái ngày đó, một năm nó dành ra một ngày để nó nhớ này, nó nhớ tới mình, nó nhớ tới mình, nó nhớ tới những người thương, người ân, người ơn gì đâu có nói đó, nó nhớ tới. Nó có thể hiện cái sự biết ơn đó, mà không phải phải là một cái buổi tiệc linh đình, bu vô chè chén, rượu bia các kiểu, không phải, không phải. Cái điều đó không phải thể hiện của cái sự biết ơn, không phải thể hiện sự biết ơn. Thành ra đó mình phải có cái hiểu biết đó. Thí dụ ở bên công giáo đó thì cái ngày đám giỗ đó, cái ngày đám giỗ đó thì có một cái đó là đi xin lễ, đi xin lễ nơi nơi linh mục đó, các cái vị dân lễ ngày chủ nhật đó, cái mình đi xin lễ là giống như đi cúng dường ở bên bên chùa ấy đó, thì mình đã cúng dường bên kia đi xin lễ đó đó, để mà mình chi, để mà mình mong cho cái người thân của mình có sự ích lợi, nhưng xin thưa luôn luôn kèm theo sự ích lợi hiện tiền, chứ không phải là nói cái miệng không, mong cho người thân tôi có lợi, mong cho người thân tôi có lợi mà tổ chức ra đó ăn nhậu quậy quạng, không phải, cái đó không phải.
Mà quý vị thấy hai cái truyền thống, một cái truyền thống có tự bên bên Tây đó, một cái truyền thống ở bên Đông đó, mà nó gặp nhau như thế. Vậy thì mình phải đặt cái câu hỏi là cái truyền thống của mình là cái thứ gì? Không là cái thứ gì hết. Không có cái gì hay cả. Bu vô chỉ nhậu nhẹt, chè chén thôi, không có gì hay cả. Vậy thì tại sao mình không học đi? Hai cái truyền thống hay như vậy. Đó, phải có hiểu biết. Phải có hiểu biết mới được. Được chưa? À, mình phải sống trong đó ha. Đúng rồi đó. Vậy thì đó, cái hiểm nguy lắm, cái hiểm nguy đó, cái phong tục nó hiểm nguy lắm. Mới mất cái phong tục thôi đó, mấy cái phong tục thôi mà nó hiểm nguy như vậy rồi đó. Mà không có hiểu biết là chết ngắt luôn. Không có hiểu biết là chết ngắt luôn đó. Vậy thì đó, đó mới mới là cái phong tục thôi, mới là cái phong tục thôi đó. Xin lễ, xin 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 lễ. Giống như đi cúng dường vậy đó, mình bên bên đạo Phật đó, mình cúng dường cho sư, mình cúng dường cho sư đó, để mà là cái nơi mình kiếm phước, mình kiếm phước rồi đó, mình hồi hướng cho cha mẹ, cho ông bà của mình đó. Thì bên kia y gan như vậy luôn, mà họ gọi là đi xin lễ. Xin lễ đi để mà linh mục đó, các cha dâng lễ ngày chủ nhật đó, rồi cầu nguyện cho, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho cha mẹ đã quá giảng của mình, nó vậy đó. Cũng đạo mà không biết gì trơn ha. Tội nghiệp không. Thì từ từ học, thì từ từ học biết. Đó, vậy thì hiểu ha, hiểu ha. Đó là cái phong tục đó, rất là hiểm nguy, nếu mình không có hiểu biết là chết ngắt liền. Mà xin thưa quý vị, triết học từ nơi đó mà ra không. Triết học từ nơi đó mà ra không. Và chúng ta đang học cái môn gọi là triết học đó, chứ không phải mình đang học văn hóa đâu nha. Nhiều khi đó mình học đó, mình học hồi cái mình học cái gì ta? Mình giống học văn hóa quá ha. Không phải nha, mình đã học triết nha. Mình đã học triết đó, mà nó đi vào trong đời như vậy đó, rất cụ thể, để mình suy tư, suy tư, mình suy tư, mình tìm ra cái đúng, chứ không có chịu ở trong cái sai, thì nó là triết. Có sự suy tư, suy tư tìm tòi ra cái điều đúng, cái sự hay, sự sáng rõ đó, cái sự thông thái đó là triết đó. Vậy thì lễ nghi nó hiểm nguy nè, phong tục là nó đã hiểm nguy rồi. Lễ nghi nó hiểm nguy không? Hiểm nguy luôn. Cho ví dụ về lễ nghi nó hiểm nguy luôn. Lễ nghi nó hiểm nguy. Mà lễ nghi là gì vậy? Lễ nghi là gì? Lễ nghi là gì? Lễ nghi là nghi nghi thức trong trong cách đối đãi, nghi thức trong cách đối đãi. Bây giờ mình đối đãi nhau mình phải có nghi thức chứ, đúng không? Ví dụ như đó, cái người trò đó mà thể hiện sự tôn kính với người thầy, thì họ làm sao? Họ đi, họ gặp người thầy, họ nhướng mắt lên, ê ê ê ê, phải vậy hả? Hiểu chưa, hiểu chưa? Cái đó là ta nói gì? Không có lễ, không có lễ nghi. Đó không có lễ nghi, hiểu chưa? Đó, hành ra đó, lễ nghi là cái nghi thức trong cái cung cách đối đãi với nhau. Cái đó phải phải có cái lễ, phải có cái lễ trong đó. Mà nghi đó là nghi thức đó, là cách thức để tiến hành. Cách thức để tiến hành. Cái đó là cái lễ nghi. Vậy thì lễ nghi nó có hiểm nguy, nó có hiểm nguy. Cái chi nó mới không có hiểm nguy? Cái lễ nghĩa. Đó, cái lễ nghĩa mới không có hiểm nguy. Mà lễ nghi là nó nguy hiểm, cái lễ nghi là nó nguy hiểm. Cái lễ nghi này nè phải chuyển về cái lễ nghĩa. Hiểu nghi là phải phải chuyển về lễ nghĩa. Lễ nghĩa đó, vậy chứ lễ nghĩa là chi? Cái lễ lễ nghĩa là chi? Sự sự đối đãi với nhau, đối đãi với nhau, có hiểu biết, có hiểu biết đó. Cái sự đối đãi với nhau có hiểu biết thì nó mới là lễ nghĩa. Thí dụ cái người trò đó, luôn luôn đó đi đi gặp cái người thầy đó, có cái sự tôn kính, cúi cúi chào, mà nó không hiểu tại sao nó phải chào gì hết á. Tại vì má nó dạy từ nhỏ lớn gặp chào vậy thôi, gặp ai nó không chào vậy trơn á. Cho nó cái đó là không có phải là lễ nghĩa, nó chỉ là lễ nghi thôi. Đó là lễ nghi thôi. Lễ nghi nó vô nghĩa. Nó phải hiểu, tức là nó chào có một cái sự cung kính, nó phải hiểu rằng có cái sự tôn kính với cái người này bởi vì cái lý do gì, bởi vì sao. Đó là lễ nghĩa, không có phải lễ nghi nữa, nó chuyển qua rồi đó. Ồ không ha, cái này chuyển qua học văn luôn rồi đó, qua học từ vựng tiếng Việt.
phân biệt cái gia tộc của cái từ nghĩa đó, cái từ loại đó, đúng 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 vô vậy đó, đúng vô vậy đó. Triết nó đụng tùm lum hết trơn trong đời sống luôn. Triết nó đụng tùm lum trong đời sống hết luôn vậy đó, mà mình không có hiểu biết đó, mình liên đới qua loại đó là sai, sai là tiêu luôn đó. Vì lễ nghi thì cái cách đó, mỗi nơi mỗi khác có sự mâu thuẫn nguy hiểm. Được con đó, nó bị mâu thuẫn nhau đó. Nhưng mà nếu mà cái lễ nghĩa đó thì không có bị mâu thuẫn. Cái lễ nghĩa thì không có bị mâu thuẫn, tại vì nó hiểu cái nghĩa đó cho nên nó mới làm, nó hiểu cái ý nghĩa của cái lễ đó nó mới làm. Thì sao nó qua cái chỗ khác, cái nơi khác đó, có nó hiểu cái ý nghĩa của cái nơi đó phải hành như vậy là bởi vì ý nghĩa gì nó làm, mà không có cái sự mâu thuẫn, mà không có sự mâu thuẫn. Chứ không phải qua bên kia đó cái người ta kêu làm không làm, tôi phải làm như vậy đó tại vì gia tộc tôi vậy. Tao chết ngắt liền, chết ngắt liền đó, như vậy đó ha. Đó, nó hay ra mình học rồi mình có hiểu biết đó. Lễ nghi là hình thức. Đúng rồi đó. Có lỗi bên trong thì trở thành lễ nghĩa. Tức là có cái sự hiểu bên sau trong đó. Có cái bản chất bên trong mình nắm được tại sao mình làm như vậy đó cha. Đó, thì nó trở thành cái lễ nghĩa. Vậy thì mình phải cố gắng mình làm, là mình làm cái lễ nghĩa ha. Mình làm cái chi đó phải cũng có nghĩa hết, cũng phải có nghĩa hết. Mà không có nghĩa đó phải hỏi, là phải đi tra cứu ha, tầm tòi suy tư nói vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà cái này quý vị biết đó, nó hay lắm quý vị ơi, hay lắm, nó có nghĩa hết à. Mà xong trong qua cái sự lưu truyền cái nó mất cái nghĩa đó, nó mất cái nghĩa, nó còn cái nghi thức không mà nó uổng vậy đó. Thế thí dụ như chào nhau đi chẳng hạn đó, chào nhau đó quý vị nhớ không, cái chào của cái người Việt Nam mình là chào sao nè, quý vị nhớ không? Chào sao ha, khoanh khoanh tay cúi đầu là thời nay đó con, khoanh tay cúi đầu là thời nay đó. Mà hồi trước đó, hồi trước đó, trong cái văn hóa Việt Nam của mình đó, họ chào nhau bằng cái cách gì? Họ chào nhau bằng cái cách gì? Họ nắm hai cái tay lại, họ nắm hai cái tay lại, tùy theo cái vị trí đó, của cái người mà họ gặp đó mà họ để cái tay ở đâu ha. Vì tùy theo vị trí họ mà cung kính đó là họ để lên đầu, cái tay của họ để lên đầu là họ cung kính, hiểu chưa, hiểu chưa, nhớ không? Không phải họ chắp tay kiếm hiệp đâu nghe, họ nắm hai cái tay vô nhau. Ủa mà quý vị đâu có thấy tôi đâu ha. Quý vị hiểu không, quý vị biết biết cái đó không? Họ nắm hai cái tay vô nhau đó, không có đan đan tay nghe, một cái tay nắm lại xong cái tay kia nắm vô cái tay này ha, họ nắm vô như cái vắt cơm vậy đó. Quý vị biết vắt cơm không, biết biết cơm cơm nắm không, quý vị biết cơm nắm không? Ai biết cơm nắm không? Cơm nắm muối mè đó. Ồ, họ nắm cái cơm lại, họ nắm cái cơm lại đó, cái tay kia họ nắm lại và xin thưa, họ chào nhau bằng cái nắm cơm. Họ chào nhau bằng cái nắm cơm. Tại vì cái người Việt của mình đó là cái lúa nước mà. Họ đi đâu đó họ cũng đem theo hết trơn á. Họ đem theo đó mà họ cung kính đó, họ để lên đầu. Họ cung kính họ để lên đầu họ chào, chào vua nè ha, chào cha mẹ lại đồ đó, bàn thờ đó đó, họ để lên đầu. Mà ngang hàng á mà họ tôn kính hơn đó, cái họ họ để cao đó, ở dưới cầm, ở dưới cầm đó. Đúng rồi, đúng rồi đó đó, họ họ cầm như vậy đó, họ cầm như vậy đó. Mà họ họ bàn bạn bè đó, cái họ họ để ngay ở dưới ngang ngực, bạn bè họ để ngang ngực, họ không có để xuống rúng nè, họ không có để xuống rúng nè. Đó vậy đó. Mà cái chào của họ là cái chào nắm cơm, họ nắm lại, họ nắm cái tay lại như vắt cơm vậy đó. Đó đó, đây họ chào nhau là cái điều mà quý giá nhất ha, quý giá nhất đó là họ chào nhau bằng cái đó đó. Cái đó là cái đặc trưng của người Việt của mình, nó có cái nghĩa, nó có cái nghĩa mà mất rồi. Mà mất rồi. Cô chú lại ghế cô dâu đó cô mày có chính xác, đúng rồi đó, họ 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 lại bàn thờ đó, họ lại gia tiên đó, họ họ lại như vậy đó, họ lại như vậy. Rất hay, họ, họ họ chào nhau bằng nắm cơm đó. Nhưng mà cái quý vị mới bắt đầu qua Thái Lan, qua Thái Lan, Phong Vi Hãn và bển đó ha, là cái xứ mà của Tân hay nói chuyện đó. Đó mình qua Thái Lan đó, khi mình chào nhau bằng cái gì, mình chào cái gì, mình chào nhau bằng búp sen ha, mình chào nhau bằng búp sen. Quý vị biết biết cái chào Thái Lan không, quý vị biết chào cái Thái Lan không? Họ chào sao, họ chắp cái tay lại, họ chắp cái tay lại, họ chắp cái tay lại cái hình cái búp sen, cái họ chào đó. Cái búp sen đó là cái sự gì, cái sự thanh khiết,
cái sự thanh khiết, cái sự sự trong sáng và cao thượng. Họ chào nhau bằng cái búp sen, nó hay vậy đó, nó hay vậy đó. Mà Việt Nam mình chào nhau bằng cái nắm cơm, có cái ý nghĩa hết, nó có ý nghĩa hết hả. Mình không có học, mình không có tìm tòi, mình không biết, mà không có tìm tòi mình không biết đó, cái mình chào nhau đó mà không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa hết. Uổng uổng vô cùng luôn. Đó đó, họ chấp vô hình búp sen đó, họ chào nhau. Nó như vậy đó, hiểu hiểu ha. Đó, sẵn cái này cái tôi bay qua bên 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 văn hóa ha, bên văn hóa đó thì nói xíu bên đó. Mà hồi nãy đó tôi qua rồi, cái chỗ tôi thấy hình như có nhớ có cô đào hỏi cái gì đó mà tôi lướt qua rồi đó, ai ai tía đã tìm lại thì cho tôi đây giúp đây ha. Giờ tôi lướt tôi thấy mệt mỏi quá, tôi thấy nó nhiều quá. Đó, thì quý vị thấy đó, nó hay lắm, nó hay lắm. Quý vị đó đem đem xuống giúp giùm tôi đi, cái mấy cái câu hỏi đó. Tôi thấy đó mà tôi không có lên kịp á, tôi dạ đang giảng đó rồi xong cái đi luôn rồi. Ok, có thấy rồi. Phú quý sinh lễ nghĩa có phải chỉ theo nghĩa đen không? Hay phú quý đây nó cả giàu ở trong tâm hồn và hình thức. Thầy chạy giải thích cái câu này, cái câu này cũng hay lắm á kìa, cái câu này nó hay lắm. Mà bần cùng thì sinh đạo tặc con. Phú quý thì sinh lễ nghĩa mà bần cùng thì sinh đạo tặc. Thôi cái cặp nó đi đi với nhau như vậy đó, cái cặp nó đi với nhau rồi đó. Cái đây đó là một cái con đường mình phải hiểu nó đó, mình không hiểu cái mình nói cái câu người ta sai. Không phải cái câu người ta đúng lắm, cái câu người ta đúng lắm, nó thế này nè. Phú quý sinh lễ nghĩa, vì sao mà có phú quý? Vì sao mà phú quý? Không phải vì ăn cướp qua một đêm sao thành phú quý. Không phải. Không, cái đó không phải nghĩa của phú quý. Mà chi cái phú quý này là từ cái chuyện mà mình làm ăn, mình cố gắng, nào mình học hỏi, mình tìm tòi, mình học hỏi, mình làm ăn, cái mình có tiền, cái mình tìm tòi để mình học hỏi, cái mình làm ăn, cái mình giàu lên. Đó, cái con đường mà tôi nói với chú quý vị mà cô có được cái thời gian đó là tôi phải dạy trở lại kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, tại vì kinh tế bây giờ nó sai quá, nó hiểu sai trơn về cái kinh tế đó, thành ra nó làm chất quốc không à, nó không có đi vô được cái gốc đó. Mà phải đúng kinh bang tế thế đó, là nó phải vậy đó, đúng chân chánh, đúng đắn chân chánh đó. Họ đó học hỏi tìm tòi cái nó, họ họ làm để có giàu có lên, học hỏi tìm tòi họ làm họ giàu có lên, giàu có lên cho sinh gặp phú quý. Vậy chứ quý vị thấy đó, khi một phú quý và họ có cái điều kiện đó, họ học hỏi nhiều lên nữa, họ học hỏi nhiều lên nữa thì có phải họ học hỏi là họ có lễ nghĩa không đó? Không, họ học hỏi họ có lễ nghĩa, họ học hỏi họ có lễ nghĩa, nhưng mà đó họ mới có lễ 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 này đó là phải đi vô tới nghĩa luôn nghe, chứ không phải đâu nghi không, tại họ có học mà, chứ không phải chỉ có lễ nghi, chứ không phải chỉ có lễ nghi. Họ chỉ có học hỏi, họ có học hỏi đó, họ có làm, họ có lao động, họ có học hỏi, họ giàu có lên, nên thành ra họ có lễ nghi, lễ nghĩa, không phải là dừng lại chỉ lễ nghi thôi. Chứ đây là phú quý sinh ra lễ lễ nghĩa là như vậy đó. Cái trường hợp phú quý mà sinh ra lễ nghĩa đó là phải hiểu cái gốc của phú quý là đi cái trường hợp đó đó, chứ không phải là nay một 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 đêm ăn cướp á, bằng 3 năm làm, một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm rồi xong coi như rồi rất phú quý không, quý lắm quý lắm, nhưng mà sẽ không có quý bao lâu được đâu. Thấy không, có quý bao lâu được đâu. Rồi cho nên nó phải thận trọng lắm, phải thận trọng lắm. Bằng tiện mà bằng cùng mà sinh đạo tặc đó ha, bằng tiện sinh ra đạo tặc đó, bằng cùng sinh ra đạo tặc đó, là tại sao vậy? Vì sao bằng cùng không phải đi theo con đường đó mà một cái con người có cố gắng, tại vì đó quý vị là cũng phải nhớ một cái câu nó đi kèm theo đó, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời là cái câu mà nó nối kết hai cái câu này lại nhau. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, tức là sao? Nằm ăn không thì nó cũng phải tán gia bại sản thôi. Mà nằm ăn không thì nó vô đâu, vô đâu chứ không học hành, không hiểu biết, có tiền không học hành, không hiểu biết, để cho chỉ có biết thỏa mãn thôi thì sao? Nghèo khổ xuống mất, nghèo khổ xuống mất, mất thì sao? Bần cùng. Mà bần cùng thì sao? Ăn trộm ăn cướp, ăn trộm ăn cướp để mà sống thôi, thì bần cùng sinh ra đạo tặc, không có hiểu biết, không có học, mà cho nên thành ra đó đâu có cố gắng để mà mình vươn lên đâu, mình chỉ biết ăn cướp của người khác thôi, nuôi bản thân mình thôi, sinh ra đạo tặc là nói vậy đó. Cho nên thành ra mình phải nhớ đó, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, đó là vô thường ha. Cái câu đó, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, đó là vô thường.
câu đó để nhắc nhớ cho mình là gì? Phải cố gắng trau dồi, học hỏi, làm ăn đó là còn phải học hỏi, học hỏi, học hỏi, giàu có lên, có tiền bạc mà học hỏi, để mình làm giàu có lên, có tiền bạc, học hỏi như vậy đó thì nó mới duy trì được, chứ không thôi là nghèo xuống à, ba đời là nghèo xuống à, giàu không quá ba đời đâu là sạt nghiệp, ăn không là giàu không quá ba đời cũng sạt nghiệp nữa. Cho nên nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa nó hết à, phải hiểu đó, thì lúc này đó mình bung ra nó rất là nhiều cái ý đó nha. À. Rồi đó cái tôi đi chơi nữa rồi, thầy cái tôi chơi nữa rồi đó. Ô, còn ai mà còn sót cái câu hỏi nào đó thì quý vị cứ cứ bỏ lại cho tôi nghe. À, đó cái đó không cái lễ nghi đó nó không không có có phải là tốt, nó hiểm nguy lắm, phải chuyển qua cái lễ nghi á, à, nó mới có được cái sự ích lợi của nó. Là sự đối đãi với nhau đó mà có sự hiểu biết rồi. Rồi đó là mới hai cái ý đầu thôi, hai cái ý đầu này thôi, hai ý đầu này đó thì nó là không có chính thức, hai cái này nó không có chính thức, nó không có quy củ, nó không có một cái hệ thống, nó không có cái nền nếp, à, mà là sự là khẩu truyền với nhau mà thôi à. À nhưng mà cái sao này sai cái là đi bụi luôn, mà đi trên diện rộng nữa đó chứ không phải diện hẹp đâu. Lễ nghi, à, lễ nghi hồi nãy đó, phong tục hồi nãy đó mà nó sai thì 300 năm đổ lên, 300 năm đổ lên đó mới nó hiển bày ra được, nó mới hiển bày ra được. À, mà cái tập truyền đó, mà cái giáo dục tri thức đó mà sai 3 năm sau đã lòi ra liền, 3 năm sau là ra ảnh hưởng ra xã hội liền, ghê lắm, ghê lắm. Cái thằng phía sau này nó sai một cái là đi bụi liền, rất là hiểm nguy, rất là hiểm nguy luôn. Các cái tri thức đó mà được truyền trao từ người này qua người kia, mà bây giờ bắt đầu mình nhìn lại nha, mình nhìn lại mà trong một cái lần nào đó Alo Mi Thiều đó có đặt câu hỏi đó, à, về cũng cái vấn đề về giáo dục, à thì nó rất là phù hợp vô trong cái chỗ này luôn đó. Xin thưa quý vị, giáo dục bị thiếu thì nó hiểm nguy, giáo dục bị thiếu thì nó hiểm nguy, vậy chứ thì nó thiếu cái chi và như thế nào thì mới là đủ. Giáo dục phải đủ đủ bốn phạm trù, giáo dục phải đủ bốn phạm trù, giáo dục mà thiếu mất phạm trù hiểm nguy, giáo dục phải có đủ tư tưởng đạo đức tri thức kỹ năng, giáo dục mà thiếu bốn phạm trù đó là hiểm nguy liền. À, tứ phạm trù đó rất quan trọng, à, rất là quan trọng luôn. Mình nhìn lại cổ kim Đông Tây, cổ kim Đông Tây bị thiếu, xin thưa quý vị, bị thiếu thiếu trầm trọng lắm. À, thí dụ tôi nói cái nó nền giáo dục của mình đi, hồi thời xưa mình trọng đạo đức lắm, mình động trọng đạo đức lắm, có cái chi có được đạo đức nhưng đạo đức cũng ba mớ thôi, chưa có tới tối hậu được. Tri thức có không? Có, nhưng xin thưa chỉ là nho giáo thôi, không biết cái gì khác nữa hết, thiếu thiếu thốn dữ lắm. Tư tưởng không có luôn, tư tưởng không có luôn, kỹ năng không có luôn. Hồi trước đó, hồi trước thì có một mớ kỹ năng, đó là cái gì? Cung tên kiếm đao, cung tên kiếm đao, à, tức là liên quan tới tới vũ khí đó, à, chiến xa rồi đó, vũ khí rồi đó họ có. À, rồi cái sau cái thời đó cái bắt đầu họ họ mất rồi, à, họ mất cái đó. Vậy thì kỹ năng nó từng thời thời nó có, nhưng mà rồi nó mai một, nó có rồi nó mai một, nó có rồi nó mai một. À, đạo đức á, thì nó có duy trì duy trì duy trì, à, tri thức á, thì nó có một ít thôi. À, vậy thì đó quý vị mới thấy nó thiếu lắm. Đó là cái thời mà người ta hay hay ca ngợi, à, người ta hay ca ngợi, hay gặp con cái nó ngỗ ngược, gặp con cái nó không có vâng lời, con cái nó xấu ác, cái nói ồ thời nay giáo dục dạy thầy cô mình không có dạy đạo đức gì hết đó, hồi thời tao ha, thời tụi tao đạo đức rồi nghiêm khắc rồi lap lap la cái kiểu đó, nó tự 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 hào lắm, tự hào có dạy đạo đức, nhưng xin thưa có chút xíu à, và mấy cái thứ khác không có luôn, à mấy cái khác không có luôn, nó vậy đó. À mà đó bây giờ mình nhìn cho kỹ lại đó, cái mình thay nhìn thời nay đó nó còn thiếu hơn người xưa nữa, nó còn thiếu hơn xưa nữa. Ờ, hồi xưa đó ít ra đó người ta còn có đạo đức đó, rồi nay mất luôn cái đó, hay mất luôn đó, thành ra xã hội nó rối loạn hết trơn, rối loạn hết trơn đó. Bốn phạm trù đó thiếu là không được, giáo dục thiếu bốn phạm trù đó là nó bị lủng liền, hiểm nguy, rất hiểm nguy, hả không đó, nó như vậy. Ờ thì có cái câu hỏi ha, ờ mê tín ha, ừ, cũng quá trời. Ờ, nó có làm gì được cho anh ta biết, ờ khó lắm. Ờ khó lắm, khó lắm. Có may ra đó mình gặp đó mình nói chuyện xã giao, chuyện văn nghệ đồ đồ chơi vui vẻ nhau thôi, cho người ta suy nghĩ thôi, à mình nói đó, cho người ta suy nghĩ thôi, chứ mà mình không sửa ta được đâu,
Trẻ nhỏ sửa dễ, người già sửa khó. Họ đã cố chấp trong cái đó lâu ngày và tháng rồi đó, khó gà lắm, khó gà lắm. À, nhưng mà nếu như đó là người thân của mình đó, thì mình cố gắng mình gắn cái nghĩa vô, hiểu không? Cái đó là cái lễ, mình gắn cái nghĩa vô cho họ để họ làm cái đó mà họ nghĩ tới cái nghĩa đó. Đó là cái cách nếu mà người thân của mình đó, thì mình phải làm vậy thôi. Làm vậy nó cũng cực lắm à, nó cũng cực lắm à, mà cũng phải động não đó, mà kiếm cái nghĩa gì mà cho nó hao hao, cho nó hợp lý, sao sao cái lễ đó mình gắn cái nghĩa vô mà nó trớt quớt, nó cũng kỳ, thấy không? Cứ cái ta phản đối, ta đâu chịu. Ông kiếm cái nghĩa rồi cho nó hợp hợp, nó mới gắn vô để cho người ta làm cái đó, người ta nhớ cái nghĩa, chứ người ta không dính vô trong cái nghi thức đó thôi. À, cái đó thì đó mình làm. À, mà sao người lớn lại hay nói theo kiểu vậy? À, tại vì họ họ mong muốn à cái chỗ đó đó, cái nhiều nhiều người trong cái sự mà giáo dục mới bây giờ đó, họ không có chấp nhận. Họ nói là không có nên nó so đôi, so sánh nó với cái thế hệ trước, rồi so sánh với con người ta, vân vân đó. Ờ, như vậy là không có được, xin thưa sai rồi. Như vậy là sai rồi, không không so sánh, không chỉ ra thì biết cái đâu để nó học. Không so sánh, không chỉ ra thì biết cái nào hay để mà nó học. Phải so sánh với chỉ ra, không phải là so sánh chỉ ra để cho nó chết, mà so sánh chỉ ra để cho nó sống, cái đó mới là cái quan trọng. Phải so sánh chứ, phải chỉ ra, phải so sánh, phải chỉ ra, chứ không phải đó mình nói là thôi bây giờ đó bố mẹ cứ so sánh con với con người ta không chịu. Ồ mắc cười, con người ta có cái hay mày không học, mày đi học con người ta cái dở cũng vậy à. À, mình thấy cái dở người ta cũng đi học cũng vậy hả? À, chứ sao sao mày không học cái hay đi, ta chỉ cho cái hay, cái khôn rồi phải đi học cái đó. Để người ta có mình lợi mình lụm, bây giờ mình học. Ơi, nay cự không không muốn so sánh với người ta mà toàn đi ra học của người ta không à. Ở đâu ra mấy cái thói hư tật xấu học của người ta đem về chứ đâu, ở đâu ra mấy cái cãi cha cãi mẹ nó học người ta đem về chứ đâu đó. Vậy thì mình phải lựa cái tốt mình học chứ. Vậy thì mình phải chỉ được cái tốt, mình phải chỉ cái tốt chứ không phải mình chỉ so sánh rồi bỏ. Không phải cắt nghĩa cho nó để nó hiểu đâu là cái tốt, đâu là cái đúng còn phải học, đâu là cái xấu, đâu là cái sai còn phải tránh ra, để cho nó thấy hết hai mặt của vấn đề chứ không phải chỉ có một mặt thôi, hiểu chưa? Cái đó mới là cái đúng. Phong tục lễ nghi có ảnh hưởng đến giáo dục không? À, có chứ chứ Dương, phong tục lễ nghi nó có ảnh hưởng nó có ảnh hưởng đó. Nhưng mà tiếc á, cái này cái mà thì có nói trong một cái tọa đàm nào đó thì không có nhớ ngày rằng là cái chi cái tục thờ cúng tổ tiên của chúng ta có không, có dạy không, không dạy, chịu nổi được không? Chúng ta có không, có, nhưng chúng ta không có dạy, nó chỉ dừng lại là lễ nghi thôi hết, không có lễ nghĩa. Cái chào nhau mình có dạy không, mình dạy cái gì, dạy nó làm cái nghi thức thôi, không có dạy nó ý nghĩa. Mình chúng ta đâu bỏ mất nghĩa trơn luôn. Vô trong lớp, vô trong lớp từ hồi lúc lớp 1 cho tới lớp 12, cô vô đứng lên nghiêm chào cô, có hỏi tại sao phải làm điều đó không? Đó là lễ nghi, nó là lễ nghi, nó không phải lễ nghĩa. Cho nên quý vị mới thấy cái gì, có những đứa đằng sau đít đó nó đâu có thèm đứng lên chào, nó đớp thèm chào con nào thằng nào, đúng không? Đó mà quý vị coi lớp nào cũng có hết, lớp nào cũng có từ bắc tới nam chứ không phải là một một hai chỗ. Vì sao? Không hiểu cái nghĩa, nó không có hiểu cái nghĩa đó, nó không hiểu cái nghĩa, nó không hiểu nghĩa thì nó không làm đó. Bởi vì đặc tính của con người, đặc tính của con người đó, họ có nó một cái hay của con người đó là họ hiểu họ mới chấp nhận, họ hiểu họ mới chấp nhận, thuyết phục được họ họ mới chấp nhận, không thuyết phục được họ họ không chấp nhận đó, nó vậy đó. Thành ra đó mà nếu mình chỉ dạy lễ nghi thôi không có nghĩa, không bao giờ nó làm, không bao giờ nó làm. Rồi có gì để ý tiếp nữa, chào cờ thứ hai đầu tuần, thứ hai đầu tuần nào cũng chào cờ hết đúng không? Học sinh đi ra chào cờ cho hậu, học sinh có nghiêm túc chào cờ không? Không, ở đoạn trước nó chào thôi. Một số trường hát quốc ca của học sinh, học sinh nó hát không nghe một chữ luôn, đến độ dẹp học sinh luôn, mở loa lên hát. Vì sao? Quá nhục. À, quốc ca không ai thèm hát hết, quá nhục, mở máy lên hát cho đỡ nhục. Đó là vô đâu, không hiểu lễ nghĩa, chỉ dừng lại là lễ nghi thôi. Nó vậy đó, nó thiếu. Phải dạy, phải dạy. Ai dạy? Giáo dục dạy cái điều đó. Phải dạy hết tất cả những cái lễ ở trong xã hội, ở trong cái sự đấu đãi giữa người và người có xuất hiện là phải dạy cho nó để nó hiểu. Giáo dục không dạy, ở đâu dạy? Ở đâu dạy, ở đâu dạy cái đó cho nó bây giờ? Giáo dục phải làm chuyện đó. Mà xin thưa, mình thiếu rồi, mình thiếu rồi, phải dạy như vậy đó. Ừ, cái đó là nằm ở tiểu học và cơ sở, đúng rồi, chính xác. Ở trong đó, chương trình đó là phải dạy mấy cái đó cho nó hết đó. Tôi chút vô đó.
giáo dục nói mấy gia đình dạy ha. Ừ, đổ qua đổ lại đó con, cuối cùng nhỏ ngu. Ừ, đổ qua đổ lại cuối cùng nhỏ ngu. Ừ. Cái mà nói đó giáo dục mà nói là gia đình dạy đó, xin thưa đó, ai mà đứng ra nói đó là tán cho nó, là nó gớt găng xuống. Vì sao vậy? Bắt người ta đi học sáng chiều đúng không quý vị? Coi lại cái chương trình của tiểu học coi, bắt người ta đi học sáng chiều, kêu gia đình dạy thời gian đâu dạy, bắt con ta vô trường sáng chiều hết trơn rồi thời gian đâu dạy. Chỉ có người nào gia đình mà ở dưới quê xa xôi hẻo lánh thì con cái nó có đạo đức, nó có văn hóa, tại vì sao? Tía má nó dạy. Mà còn ta nói đó, mà ở thành phố thành thị gặp con có buổi tối thôi, bố mẹ đi làm về mệt học máu ra luôn rồi, thời gian đâu dạy con. Con nó về ăn uống nghỉ ngơi, làm bài làm vở cái đi ngủ rồi, thời gian đâu dạy. Nếu muốn đổ cái đó về giáo dục gia đình phải trả cho con người ta về một buổi, không có dạy hai buổi. Không, trẻ thơ nó không có hiểu biết. Ờ, nó là con nít đó mà còn đem nó vô dạy cho nó hai buổi nữa, hỏi làm sao nó chịu nói, làm sao nó chịu nói. Cái đó là nó sai về mặt giáo dục rồi, không có đúng về mặt giáo dục. Ừ. À, đó, vậy thì ba má đi mằng không ai giữ thì gửi nhà trẻ, cái đó để bên tư nhân, cái đó để bên tư nhân. Tức là đó, trường hợp đó là trường hợp phụ huynh người ta có nhu cầu, người ta sẵn sàng bỏ con đi kiếm tiền, người ta sẵn sàng bỏ con đi kiếm tiền thì người ta phải kiếm cái dịch vụ tốt lo cho con người ta đó, nó sòng phẳng chứ, nó phải sòng phẳng. À, và nếu nay đó mình gom con người ta vô mình phải dạy cho tốt à, không gom con người ta vô thôi, gom con người ta vô phải dạy cho tốt chứ, chơi gì chơi mà không chịu trách nhiệm. À, mình đem con người ta vô người ta có đóng đóng cái chi phí cho mình mà. À, và nói đây là cái chi phí mà từ ngân sách nhà nước ra mà, đóng thuế vô mà, vậy thì phải làm cho nó đúng chứ, chứ đâu có mà làm đại làm càn làm thí thôi như vậy đâu được. Ờ, mà quý vị biết đó, nguyên một cái khoảng thời gian qua rất nhiều những vấn đề âm ỉ, cơm của trẻ bị cắt xén, sữa của trẻ bị cắt xén, có không? Xin thưa quý vị, lừ trong xã hội hết, lừ trong xã hội hết. Như vậy đó thì ai có thể tin được là giáo dục có thể dạy cho con trẻ cái giai đoạn tiểu học đó nó trở nên có lễ nghĩa, không bao giờ tin nổi, không bao giờ tin nổi. Thành ra đó bố mẹ phải rất là cẩn thận trong cái chuyện chăm lo cho con cái của mình thôi. Đó đó, mà nãy giờ đó cái nó qua cái gì mà quá trời luôn rồi ha, mà mấy cái đoạn trên nữa đó ai có hỏi gì đó bỏ lại nghe, không có theo kịp. Ừ, nó đi dèo 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 đó, không có theo kịp. Học triết ha, học triết ha. Vậy đó ha, cái tri thức giáo dục đó phải rất là cần ha. Không có tri thức về giáo dục đó mình không không có đúng đó, mình không có dạy được cái sự đúng tốt cho thế hệ sau, đủ bốn phạm trù thì nó hiểm nguy lắm, nó rất là hiểm nguy luôn. Thành thử ra đó nếu chỉ dừng lại nói như vậy thôi thì không được, phải đi vô cắt nghĩa nó ra rõ ràng ra từng cái như mà quý vị hồi nãy giờ đó mình trao đổi với nhau đó, thì như vậy đó là mình có sự thấu hiểu vô trong trong bản chất, thấu hiểu vô trong bản chất. À, mà tôi nói đó nhờ tiết này triết học đó cho nên thành ra mình phải yêu mến sự thông thái đó, vô mình hiểu sâu vấn đề hơn đó. Ừ đó, thành ra đó học hoài không có hết sách nổi nó là gì đó. muốn xỉu rồi đó ha. Bởi thì mình tiếp câu mới đi để hôm nay mình bỏ lại cù cái đoạn này nữa. Vậy thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn học tập các cái giải pháp mà người khác đã tìm ra, học tập các giải pháp mà người khác đã tìm ra trước khi tương đối tự túc tự lập. À, vậy thì đó nó cho mình nè. Vậy thì cái đầu tiên là phải gì? À, cái đầu tiên là tha, nhờ tha lực, nhờ nhờ tha lực. À, rồi từ từ à, tự tự lực mà đi, mà đi. Đó nó vậy đó. Đi cái này cũng hỏi đi đâu nữa nè. À, đi đâu nữa nè. Là nó ra nữa đó ha, là nó ra miết luôn đó. Mình đi đi từ đoạn đi. Cái đầu tiên đó là nhờ tha lực. Nhờ tha lực, vậy thì tha lực đó là ai? Hà, tha lực đó là ai? À, cái đầu tiên nhà tha lực đó, vậy tha lực đó là ai? À, ai ai là tha lực đầu tiên cho mình vậy? Ai ai là cái tha lực vậy? Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Cái người giám hộ của mình đó, cái người mà nuôi dưỡng mình đó. Đó, đó cái người đó đó, cái người đó rất là quan trọng luôn đó. Họ đó làm nhiệm vụ đó ở những cái năm đầu đời.
họ làm nhiệm vụ ở những cái năm đầu đời của mình đó, họ giúp cho mình. Rồi sau đó đó là tiếp tục cái tha lực đó là ai nữa, là thầy thầy cô thầy cô là những cái người đó mà sẽ dạy dỗ mình đó, những cái năm đó mà trước khi mình thành nhân, trước khi mình thành nhân à, trước khi mình thành nhân. Vậy thì khi nào mình thành nhân, khi nào mình thành nhân? Thông thường đó là nếu như mà mình hoàn thành đó, lấy được cái bằng tú tài, lấy được bằng tú tài 2 đó là xem như mình thành nhân à, đăng khoa rồi đó à. Nhưng mà đó là bây giờ thì không có được như vậy, bây giờ thì không có được như vậy. Hồi trước đó người ta thành nhân là tại vì người ta hiểu biết được đông tây kim cổ, người ta nắm được, người ta có năng lực phân biệt được thị phi trắng đen ha, là ta thành nhân được rồi. Bây giờ đó mình không có được cái đó, mình học hết 12 đó tương đương với tú tài xưa đó, nhưng mà ra không biết gì á, ra hỏi gì cũng không biết chân á, chỉ biết thi đại học ngành nào thôi. Có nhiều đứa nó cũng không biết đó, nhiều đứa nó cũng không biết, nó hỏi nó thi thi ngành đó để làm gì cô không biết luôn nè. Vậy đó mà thành nhân cái gì, nó thành quái vật chứ thành nhân vậy đó, rồi thành quái vật rồi đó, rồi là chỉ làm theo vậy thôi, rồi robot hết à, robot hết à. Phải có cái sự học hỏi cho nó đúng à, mà sự học hỏi đó nó lại thương, nó thương một nỗi, thương một nỗi mình không tự lập, nên thành ra người ta tập cái gì mình hốt cái đó vô à, mình phải tự đó, tự lập của mình đó. Khi mình đã không có cái môi trường tốt thì phải tự lập mình mạnh, bắt buộc. Khi cái môi trường không tốt thì tự lập mình phải mạnh, môi trường nó không tốt rồi mình không có sự tự lập mạnh nữa, hốt toàn là bẫy hèm vô không à, hốt toàn là rác rưởi vô không à, chết ngắt liền, chết ngắt liền đó. Đó đó là cái vấn đề đó mà hồi hồi trước đó nhớ đó, à, bằng Kiệt đó cũng có một cái sự mà trăn trở làm sao để cho nhiều người mà họ học triết học, họ tìm hiểu về triết học, họ được học về triết học. Anh thưa làm sao làm được giờ? Không có làm được. Không có thể làm được. Hệ thống giáo dục á, nó không có cho phép chen vô để mà có những sự suy tư, có những sự phản biện, không có. Họ chỉ đi theo khuôn, đi theo khuôn thôi. Hy hữu lắm á, mới có những cái người họ chịu tìm tòi. Hy hữu lắm. À, họ tìm tòi đó, họ cố gắng, họ học hỏi, họ mày mò. Hy hữu. Trong cái nền giáo dục mà từ Bắc tới Nam như vậy đó, Quỳnh xin thưa quý vị là khó kiếm, khó kiếm lắm à, mà gạt càng ra ngoài miền ngoài đó là càng khó đó, càng về miền Nam xa mặt trời đó, thành ra rồi, cây cỏ rồi đó nó mọc hoang dại được nhiều ha, chứ chứ càng ra ngoài là càng khó nữa. Vậy thì xin thưa quý vị đó, nếu như đó cái tha lực ngay từ ban đầu của mình đó, mà nó không có đúng rồi, mà nó không có tốt rồi đó, ghê lắm luôn đó. Phải phải rất là để ý để mà mình tự mình bung ra, mình không có bung ra mình chết chìm trong đó luôn đó à, nhưng mà không có đủ thời gian để nói ha à, thấy khó cũng cũng không có thèm nghe tại tại sao đó à, tại sao tôi biết không, tại vì đó là người ta không có đưa vô chính chính thức á, người ta không có đưa vô chính thức á con, chứ mà người ta phải đưa vô chính thức kìa. Thì đó thí dụ đó, con dành 12 năm cuộc đời con học cái môn văn xàm xí, con học 12 năm cuộc đời học cái môn văn xàm xí, thì nếu như con dành 12 năm cuộc đời mà con học một cái môn văn mà nó đúng đắn đó, thì ít nhất gì con ra con thuộc vẹt đó, con cũng có được cái chất liệu cho mình, con hiểu không ha. Nhưng mà nếu như nó đã xàm xí đó thì mình đi kiếm cái tốt ở trong đó, mình đi phát triển nó khó lắm, nó khó lắm, nó cực kỳ khó luôn. Mà nó sai rồi đó, trời ơi sau này sửa lại nó khó kinh khiếp luôn vậy đó con, nó thế đó. Cho nên thành ra đó thà là dạy cho nó đúng à, nó khó cũng được nó không sao, nhưng mà sai rồi sau này sửa lại nó không sửa được, sai rồi sửa lại sửa không được, khổ lắm. Giống như đó, cái miếng vải đó mình đem lại cho thợ may, mình đem nguyên miếng vải đó người ta cắt nó dễ lắm, mà mình đem cái áo đã may rồi lại cho người ta may lại đó không không được, mất phọt hết trơn rồi à, mấy mấy cái gì mà cỡ đẹp đó nó mất trơn, không còn gì nữa trơn đó. Nó uổng vậy đó. Cho nên thành ra đó là 12 năm phổ thông của mình đó, nếu mà mình nói rằng là tại mình không chịu cố gắng, tại vì mình không chịu tìm tàu đó thì nó oan ức quá, thì nó oan ức quá. Nhưng mà khi mà tôi nói chuyện với các em đó thì tôi phải nói vậy, tôi phải nói vậy chứ chứ bây giờ nếu mà tôi không có nói như vậy đó, tôi không có nói như vậy thì nó đâu có học, nó đâu có học đâu. Nhưng mà mình nói như vậy mà mình xót xa trong lòng mình xót xa trong lòng mình, cái đó đáng lẽ những người có trách nhiệm họ phải làm chứ không phải là nhỏ là tụi nó.
Không phải là tụi nó, nhưng mà những người có trách nhiệm họ không có thèm làm rồi, họ không có thèm làm rồi. Cho nên thành ra đó thì bây giờ mình phải nói cho nó để mà nó cố gắng thôi chứ sao giờ, phải không? Chứ mà gặp phụ huynh đó là tôi nói phép nói khác. À, tôi phụ huynh là tôi phải nói khác. Gặp giáo viên, giảng viên là tôi phải nói khác. Cái đó là cái trách nhiệm. Cái đó là trách nhiệm, người ta đi học, người ta đến trường. Rồi mình phải dạy cho người ta điều đúng, điều tốt. Chứ mình đâu có dạy người ta cái sai xấu. Dạy người ta cái sai xấu, nghỉ dạy cho rồi đi. Rồi tại sao mình phải duy trì cái đó? Đó, mà nó vẫn duy trì vậy đó, vẫn cố sát dạy thôi. Tại sao buông ra chết sao? Buông ra đâu có làm gì được, chết sao? À, cho nên thành ra đó họ phải bám 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 víu trong cái hệ thống giáo dục đó, đó. Họ hút máu giáo dục, họ hút máu cái nền giáo dục đó để mà họ nuôi bản thân của họ thôi. Vậy đó, nó uổng lắm. Họ uổng thế hệ này thế hệ khác, thế hệ này thế hệ khác qua đó, vậy sai á, mà vậy còn sâu vô nữa. Thành ra đó cái nó được điểm nó vui, con nít mà nó đâu có biết đâu, con nít mà nó đâu biết đâu. Ờ, như như một con cuốn vậy đó, này đó làm đúng đó, nó làm đúng đó, nó biết bắt tay đó, cái mình cho nó đồ ăn cái nó vui. À, nó vui sao nó bắt tay mình nữa, nó nghĩ như vậy là tốt rồi, nó nghĩ như vậy là tốt rồi. Nó đâu có biết học triết học, trời ơi, mấy cuốn nó đâu biết học triết học đó, đúng không? Đó, mình nay mình biết học triết học rồi nha, nay mình xịn này đó. Ờ, nay mình học triết học rồi, nhìn ngắm mình đi vô bản chất không à, không mình khác rồi, mình không phải như cuốn nữa. Không, nó chỉ biết bắt tay rồi ta cho nó phần thưởng thôi, không phải. Đây mình suy tư rồi ha, tìm ra cái gốc luôn đó. Ờ. Ờ, vậy đó ha, mình đã có tiến hóa rồi, mình tiến hóa rồi, từ từ mình tiến hóa mega luôn ha, cho xịn luôn ha. Rồi này ai coi Pokemon biết ha. Rồi đó nãy giờ đó nó chuột của trượt đi mất tiêu rồi. À, tôi kéo trở lại thôi, cái tin nhắn nó bị trôi, tôi không có theo kịp quý vị. Đó, như vậy đó, cho nên thành ra đó, nếu như mình đã làm giáo dục đó thì mình làm cho đúng, làm cho tốt như vậy đó. Mà kiếm đúng tốt để làm giờ khó quá, thiệt sự đó, khó lắm. Tôi tìm không có ra, tôi tìm không có ra. Thì như những cái người mà từ ở trong cái ngành giáo dục đó, từ ở trong cái trường sư phạm đó, họ ra đó khó tìm quá. Tại vì họ được nhét vô trong đầu họ từ nhỏ tới lớn đó là họ quen hưởng thụ rồi. Họ quen cái hưởng thụ đó là làm thiệt là dễ, hưởng thiệt là nhiều đó. Họ quen cái đầu óc của họ suy nghĩ như vậy đó. Thành ra đó, tới một cái ga đó khi mà mình đã yêu cầu phải làm giáo dục thực thụ đó, họ không làm được. Họ không làm được, họ giọt bẻ hết trơn à. Họ quéo hết trơn à, họ không làm được. Mà mình thấy đó, mình làm giáo dục đó mình phải làm thiệt sự, chứ mình không có làm chơi chơi được. Mình muốn chơi chơi mình qua chỗ khác mình làm, qua chỗ khác mình làm. Tại vì mình nuôi mua nuôi mạng mà, cái mình muốn nuôi cái mạng mình thôi, mình kiếm cái nghề đó đâu có khó đâu quý vị. Mình kiếm cái nghề mình nuôi cái mạng mình thôi, không có khó, không có khó khăn gì hết, đơn giản lắm. Nhưng mà nếu mà đã mình chọn giáo dục để mình làm rồi đó, làm cho nó đúng. Tại vì mình làm sai nó ảnh hưởng lắm, con cái sau này của mình đó nó lãnh hết à. Con cái cháu chắc anh chị em dòng tộc mình sau này đó nó lãnh hết mấy cái sai của mình luôn đó. Cho nên thành ra mình phải cẩn thận, mình phải cẩn thận đó. Mà mình đã đi theo cái đó rồi đó thì phải làm cho nó tới luôn, cho nó tới luôn. Không đó thì mình lựa cái khác, mình trợ cho giáo dục, ai làm ok tôi hỗ trợ hoan hỷ. Rồi tôi không có làm đó, làm nó cực quá, tôi thấy tôi còn thích du thú đó đây, tôi chọn khác, tôi nuôi mạng tôi thôi. Ủa được, hoan hỷ tốt đẹp chứ, đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu mình dấn vô đó nó nát rồi mà vô mình còn quậy thêm nữa, banh luôn. À, nó đã nát rồi đó, vô mình quậy nó banh luôn. À, thành ra phải cẩn thận lắm, phải cẩn thận lắm đó. Cái những cái tha lực đó đó quyết định lắm đó. À, phải 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 để ý, phải để ý đó. Ừ. Cái dưới dưới phổ thông ha. Nhưng mà cái đó đó dưới phổ thông đó là tôi trách đó, là tôi trách cái nền giáo dục nè. Nhưng mà từ bắt đầu từ đại học cho lên rồi đó là tôi trách quý vị. Tại vì quý vị đã lên tới đại học rồi, qua cái thời phổ thông rồi, đâu chịu trách nhiệm với bản thân của mình rồi, mà để cho mình ngu dốt ha, mình không biết đi về đâu là lỗi tại bản thân của mình, không phải ngành giáo dục nữa. Mình đã biết rồi, ít ra tới đó đó mình nói rằng là ồ, tại vì tôi không có nền tảng đó, tại vì tôi không biết thì người ta nói rồi đó, đi tìm đi, đi người ta nói rồi cho biết rồi, mình về mình tìm chứ, tìm cái nền tảng cho mình chứ, mình đi cho tới cái đích của mình chứ. Rồi dĩ nhiên các quý vị nói ồ khó quá, khó khó chứ chứ đâu phải là không làm được đâu. Mình phải từng từng tự từ 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 hồi xưa mình mất 12 năm thì bây giờ mình phải làm lại 24 năm,
Hồi xưa mình mất 12 năm, bây giờ mình phải làm lại 24 năm. 24 năm cuộc đời không có bà là bao nhiêu hết, không có là bao nhiêu hết. Ngồi mà mình cộng lại 12 năm cuộc đời với 6 năm là 18 năm, đúng không? 18 năm mà thêm 24 năm nữa, đó chưa được 40 tuổi mà. Chưa qua được 50 nữa, chưa qua ngũ tuần nữa, không có cái gì là chậm hết, không có cái gì là chậm hết. Nhưng mình không làm, thời gian ngày càng nó dài ra. Bây giờ mình trễ thêm 4 năm nữa. À, mà là mình ra trường 22 tuổi. 22 tuổi, mình mất 22 năm cuộc đời mà nó không không có những cái sự ích lợi. Rồi tức là 18 năm với 4 năm. À, tức là 12, 12 với 4, 16 năm. 16 năm thì mình mất 32 năm để mà mình vun bồi lại. Mình mất 32 năm, thấy bắt đầu lâu rồi đó. Thấy là coi bộ là số là hơi bự rồi đó. À, rồi đó, mà bây giờ đó, mà mình thêm 4 năm thạc sĩ nữa. Ủa, 2 năm thạc sĩ nữa, 4 năm tiến sĩ nữa là thêm 6 năm nữa. À, hồi nãy 22 rồi, 6, 28 năm nữa. Trời ơi, thôi mịt mờ sương gió rồi đó, gần 30 năm rồi. 30 năm cuộc đời mình đó, là mình đã đi bụi rồi đó. Là mình cần 60 năm cuộc đời chết rồi. Chết rồi, không còn nữa. Đâu còn mạng đâu nữa, để sửa. Không còn mạng để sửa nữa. Đó. Cho nên nó ghê lắm vậy. Mà những người đó mà bây giờ họ gặp mình đó, đầu đã hai thứ tóc rồi nhưng tuổi còn trẻ sửa được nha. Tuổi còn trẻ sửa được nha, đầu hai thứ tóc mà tuổi trẻ còn sửa được nha. Đầu hai thứ tóc rồi mà tuổi già rồi thôi dẹp luôn. Không còn đường nào nữa chân. Không kịp. Không kịp bây giờ đó mà kêu họ quán học đa văn để họ nhìn nhận cuộc đời này trên nhiều khía cạnh, làm sao làm nổi? Rồi làm sao làm nổi? Đó là một cái nỗi niềm xót xa mà khi tôi đứng trước phụ huynh đó, không có làm gì được hết. Ngoài chuyện chỉ họ vài kỹ thuật thôi, vài cái kỹ thuật đó để mà họ họ cho cái đời này họ họ tốt đẹp thôi đó, để họ đời sau họ làm lại đó, để đời sau họ làm lại thôi, chứ chứ đời này mà không có cái ước nguyện nữa, không có ước nguyện để mà mình làm cho họ xin 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 nó không kịp, không kịp. Mà đó là lý do mà quý vị thấy tôi mê chơi với nít lắm. Tôi mê chơi với nít lắm. Tại sao vậy? Còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian để sửa. Người già hết rồi, người già hết rồi, không kịp nữa. Mình chỉ cho họ những cái kỹ thuật thôi để họ an vui cái đời này đó, rồi đó mà họ tục sanh đời sau đó may ra tìm được cái đường tốt thôi, hết rồi. À, với họ 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 có sự hỗ trợ con cái cháu chắt của họ đó được sự tốt đẹp chứ không phải là ngăn cản. Nhớ nha, không phải là ngăn cản, chứ nhiều người ngăn cản nữa đó. Tại sao mày học nhiều như vậy? À, mày học nhiều như vậy phí thời gian quá hả? Đi chơi đi. À, đó, nói vậy đó, nói vậy đó. Trong khi đó đi chơi hư hỏng đó, cái về khóc. Đi chơi hư hỏng cái về khóc, sinh ra trộm cướp hút chích đồ đó cái về khóc. Mà con cái nó lo học đó cái la, không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi tía má cái đầu óc nó bị cái gì á. Cho nên thành ra đó mình hướng dẫn đó để tía má đó mở mang được cái chỗ đó, đó là con cái họ nhờ, con cái họ nhờ đó, sau này họ hưởng tuổi già của họ đó, có con cái họ hiếu thảo đúng cách, họ đỡ khổ đó. Mình chỉ làm được những cái điều mà nó nhỏ nhỏ như vậy thôi đó, chứ mà mong muốn họ giờ họ học lại bốn trụ cột tri thức đi, trời ơi trời, rồi đường nào học đâu. Quý vị nhìn thấy đó, mấy cái khóa ngắn ngắn đó học có 8 buổi thôi đó thì còn may ra còn học được, chứ giờ học triết học đi rồi họ hết thở rồi, họ hết thở lên hơi rồi. Họ đâu vô học cái lớp này nổi, họ đâu vô lớp này nổi đâu. Họ vô đây đó cái họ nói mình đập hết rồi, thờ cúng tổ tiên không có ý nghĩa, dẹp là cái kia kiểu đó. Họ bên kia họ vỡ tim rồi họ chết. Họ vỡ tim mà họ chết đó, họ đâu có chịu nổi đâu. Họ làm như vậy đó 40 50 năm rồi, họ làm 40 50 năm là nay đó mình nói đó, có họ không chấp nhận nổi cái sai họ chết nó vậy đó. Thành ra đó mình phải cưng lắm, bên kia đó mình cưng từ chút một chút 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 vậy đó, mình sửa 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 xíu 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 thôi vậy đó, cho nó đỡ khổ thôi à. Đó nó như vậy đó quý vị. Cho nên thành ra đó những cái năm đầu đời của mình phải gán trau dồi, gán trau dồi. Ai qua năm đầu đời rồi mà còn cơ hội còn trẻ đó phải cố gắng học hỏi, cố gắng học hỏi, sau này già nó đỡ khổ chứ không hồi khổ đau lắm nè. Đó là cái chỗ mà mình nói đó. Chưa, vẫn còn thiếu một câu ha. Vậy con người là con người xã hội, con người tiếp nhận, con người trao đổi cộng tác ha, thiếu nữa rồi đó. Chết rồi, còn câu cuối mình vẫn không kịp ơi. Cũng đã cố gắng hết sức rồi, mà vẫn không kịp. Nửa tháng đó mình có mấy câu đó, mình đã nửa tháng rồi, nay cái mình lại tiếp nửa tháng nữa lại gặp nhau còn câu cuối. Học trước học nó mệt mỏi vậy đó thiệt chứ. Nay quý vị học có hiểu không?
Nay quý vị học có hiểu không? Nghe chữ sách hiểu. Chữ chữ trong sách không có nhiều hết, chữ chữ tôi tùm lum hết ha. Trang áp phê lắm ha. Quan hệ có ai khó khăn gì không? Phần đầu hả? Phần đầu ha, phần đầu cũng cũng hơi nhiều nhiều. Phần đầu cũng hơi nhiều nhiều đó, chắc là để bạn nào đó cho bạn mượn mình mượn tập đi ha. Nhờ 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 mình kìa, mình nó chép kìa, mình chép quá trời kìa đó, để mình cho bạn mượn đi ha. Ok rồi, thôi hẹn quý vị nửa tháng sau mình gặp lại ha. Mình xen đó giữa cái tiết này với cái tiết tâm lý trị liệu, mình xen xen với nhau đó, thì thành ra quý vị mà học cái tiết này thì nhớ đó, nếu mà sợ quên thì mình học luôn cái tiết tâm lý trị liệu đó, để mà mình tuần nào mình cũng học cái giờ này hết, không có bị lộn, không có bị quên. Rồi nay như thế thôi ha. Mai cũng học tiết đôi. Bye bye chị, quý vị giữ gì sức khỏe. Ai ai cúm cúm một lần đừng để cúm hai lần, cúm hai lần đừng để cúm ba lần, chưa cúm đừng để cúm. Bye bye.